Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã trải qua một trận đấu đáng quên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình khi tiếp đón đối thủ là đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ lượt về giữa hai đội tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước trận đấu, chúng ta kỳ vọng bao nhiêu thì sau trận đấu kết quả là thất vọng bấy nhiêu. Thất vọng là cảm giác chung của tất cả các cổ động viên Việt Nam sau khi chứng kiến màn trình diễn tối qua của đội tuyển quốc gia. 3 bàn thua trong một trận đấu và thật tệ là không có quá nhiều điểm sáng hay một hy vọng đáng kể nào từ phía các cầu thủ áo đỏ. Một bộ mặt bạc nhược cùng một lối chơi rời rạc khiến cho nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đội tuyển Việt Nam gần như rơi vào vô vọng. Cùng với đó là cảm giác khó hiểu trước những quyết định nhân sự của vị chiến lược gia người Pháp. Rất nhiều những cái tên được coi là ngôi sao của bóng đá nước nhà phải ngồi bất lực theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị. Kết quả là một trận thua khó có từ ngữ nào để bào chữa của thầy trò Nguyễn Chu Xie. Những tấm băng rôn thể hiện sự giận dữ của các cổ động viên và lâu lắm rồi mới thấy một huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam bị người hâm mộ phản ứng một cách tiêu cực đến vậy. Câu chuyện về tương lai của huấn luyện Chu Xie đã được quyết định ngay sau trận đấu tối qua và rất có thể Indonesia sẽ là cái tên ám ảnh nhất trong sự nghiệp của vị chiến lược gia được mệnh danh là phù thủy trắng này. Thưa quý vị khán giả, ngay sau khi kết thúc trận đấu với kết quả thua 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia thì vào đêm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Philippe Chu-xie đã họp bàn và đi tới quyết định thống nhất, đó là chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn. Như vậy là một chương buồn của bóng đá Việt Nam đã khép lại và đồng thời cũng mở ra một chương mới với những kỳ vọng tươi sáng hơn dành cho bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Philippe Chu-xie đã có cuộc họp ngay sau khi trận đấu ngày hôm qua kết thúc và đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đây là thỏa thuận từ hai bên nên VFF sẽ không mất số tiền lớn để đền bù hợp đồng cho huấn luyện viên Chu-xie và các trợ lý. Một cái kết mà không ai mong muốn nhưng là giải pháp tốt nhất vào lúc này khi đội tuyển Việt Nam gần như không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup sau thất bại 0-3 trước đội tuyển Indonesia vào tối ngày hôm qua. Chúng ta đã kém đối thủ 4 điểm trong khi vòng loại thứ hai chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc. Màn trình diễn nhạt nhòa với những cầu thủ không được xếp đúng sở trường là điều có thể dễ dàng nhận thấy ở những thất bại vừa qua. Với chỉ 4 chiến thắng sau 14 trận đấu, huấn luyện viên Chu-xie có tỷ lệ thắng thấp nhất 28,57% trong các thời kỳ huấn luyện viên ngoại từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Một năm trước khi huấn luyện viên người Pháp này bắt đầu làm huấn luyện viên trưởng, đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí 94 trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, đội đã rơi xuống vị trí thứ 107 ở thời điểm hiện tại, thấp nhất trong nhiều năm vừa qua. Và còn có thể đứng thấp hơn nữa sau trận thua ngày hôm qua. Đội tuyển Việt Nam đang ở thời điểm khó khăn và cả đội đã nhận được sự động viên sau trận đấu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Người hâm mộ chắc chắn cũng sẽ luôn đồng hành, cổ vũ cho các cầu thủ trong thời gian sắp tới. Vâng, và dù như thế nào đi chăng nữa thì các cầu thủ của chúng ta vẫn luôn được tiếp sức bởi các cổ động viên, những người luôn dành cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam một niềm tin rất lớn. Nhìn những hình ảnh và lắng nghe những âm thanh này, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng đội tuyển Việt Nam đang thi đấu áp đảo trong một trận chung kết nào đó và chuẩn bị nâng cao chiếc cúp vô địch. Nhưng không, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Bầu không khí sôi động này được ghi nhận khi đội tuyển Việt Nam đang để đội tuyển Indonesia dẫn trước tới 3 bàn ngay trên sân nhà và gần như chắc chắn chia tay giấc mơ World Cup. Gác lại sự thất vọng sau chuỗi trận thua liên tiếp, hàng chục nghìn người hâm mộ nhiệt thành của bóng đá Việt Nam vẫn mua vé vào sân và không ngừng truyền lửa cho các cầu thủ xuyên suốt hơn 90 phút. Tất cả cùng chung một niềm tin và mong mỏi vì màu cờ sắc áo. Mình nghĩ rằng là trong thời gian vừa rồi đội tuyển thi đấu không tốt nhưng mà người Việt Nam thì luôn yêu bóng đá và luôn cổ vũ cho đội tuyển. Đội tuyển của Việt Nam của chúng ta thì lúc nào cũng cần các cổ động viên song hành. Còn sau đó thì cái việc mà thi đấu trên sân thì cái đấy thì nó tùy thuộc vào là thể trạng của cầu thủ và các cái yếu tố khác. Nhưng mà nói chung là luôn luôn cần sự cổ vũ nhiệt liệt của các cổ động viên. Và hôm nay chúng ta thấy là có gần 30.000 khán giả. Mỗi thời điểm thì đội tuyển Việt Nam sẽ có lúc đã tốt, lúc thi đấu không tốt. Mà thấy được tình cảm của người hâm mộ như này khiến bọn em hy vọng là bọn em sẽ nhìn lấy thế này và làm động lực để tập luyện và thi đấu tốt hơn và có những kết quả tốt hơn trong những trận đấu sắp tới. Bóng đá Việt Nam đã chính thức khép lại giai đoạn dưới thời huấn luyện viên Chu-xie và chuẩn bị bước sang một trang mới. Tham vọng vươn tầm vẫn sẽ là mục tiêu đầy chông gai và thử thách. Thế nhưng chừng nào các cổ động viên vẫn còn tin, còn yêu và còn quan tâm thì chừng đó đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội chinh phục những cột mốc mới trong tương lai.
Trận đấu còn lại ở lượt trận thứ tư của bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra trong ngày hôm qua là cuộc so tài giữa đội chủ nhà Philippines và đội khách Iraq. Không có gì ngạc nhiên khi mà đội tuyển Iraq đã giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm để trở thành đội bóng đầu tiên của bảng F giành quyền đi tiếp. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng đội tuyển Philippines không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Iraq được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Đội bóng đến từ Tây Á ghi 3 bàn ở hiệp 1 và 2 bàn ở hiệp 2 để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 5-0. Thắng lợi thứ tư liên tiếp tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á giúp đội tuyển Iraq chính thức trở thành cái tên đầu tiên tại bảng F giành vé đi tiếp. Đội tuyển Indonesia hiện cũng rộng cửa đi tiếp khi đứng ở vị trí thứ hai với 7 điểm. Cũng liên quan tới bóng đá Việt Nam, ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Hải Phòng đang có những dấu hiệu sa sút, thành tích đi xuống và lượng khán giả tới sân cũng giảm sút. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này? Hãy cùng tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Trong mùa bóng đầu tiên đến với câu lạc bộ Hải Phòng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã mang đến một lối chơi đẹp mắt và hiệu quả. Đây là những yếu tố khiến ông nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng hiện tại những vấn đề đã bắt đầu xuất hiện. Thời gian gần đây, đội bóng Hải Phòng không duy trì được cái lối chơi kiểm soát bóng. Xuân Trường từng là bản hợp đồng được kỳ vọng nhưng bất thành, cùng với đó là chấn thương của đội trưởng Mpande đã khiến đội chủ sân Lạch Tray rất thiếu ý tưởng nơi hàng tiền vệ. Tuyến đầu được cho là trái tim của đội bóng. Như Du Xét, Văn Tới hoặc là Hoàng Na, những cái mấu chốt để mà vận hành cái lối chơi, đi mà mất đi thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Một câu hỏi được đặt ra là liệu huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể thay đổi và chuyển hóa những khó khăn trong phần còn lại của mùa giải. Đây là một bài toán khó khi gần như ông không có được sự tăng cường chất lượng nào, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 2024, bản tin Nhịp bản thể thao sáng ngày hôm nay không chỉ cùng với quý vị khán giả nhìn lại những gì mà chúng ta đã đạt được, mà còn hướng tới những mục tiêu mà chúng ta sẽ chinh phục. Cụ thể trước mắt sẽ là Olympic Paris năm 2024. Từ những dấu ấn ở SEA Games 32 và ASEAN 19, thể thao Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh và tiềm năng của mình trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, mục tiêu lớn nhất của thể thao Việt Nam cho năm 2024 là Olympic Paris. Để đạt được điều này, sự nỗ lực và thực hiện nghiêm túc trong chiến lược phát triển đến năm 2030 là điều cần thiết. Trên con đường chuẩn bị cho đấu trường lớn nhất hành tinh, các vận động viên thể thao Việt Nam phải đối mặt với nhiều thử thách. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng, các vận động viên của chúng ta đã và đang vượt qua mọi khó khăn, rèn luyện bản thân từng ngày để trở thành những người chiến thắng trên đấu trường quốc tế. Để đạt được thành tích huy chương vàng ở các kỳ ASEAN và có huy chương ở Olympic thì đây là một câu chuyện còn rất là nhiều khó khăn, trong đó có các vấn đề cần phải giải quyết. Việc đầu tiên là chúng ta phải chọn những cái môn thể thao trọng điểm, bởi vì nguồn lực đầu tư của chúng ta không cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Khi đã chọn lựa được các môn trọng điểm rồi thì chúng ta cần phải có con người. Con người đây chính là vận động viên và những người huấn luyện viên. Thì đối với vận động viên thì hiện tại các môn trọng điểm của chúng ta thì các cái hệ thống tuyển chọn và đào tạo ở các địa phương vẫn còn rất hạn chế. Khát vọng bứt phá của thể thao Việt Nam không chỉ đến từ mong muốn giành huy chương mà còn là niềm tự hào và khao khát được đại diện cho quốc gia thi đấu trên đấu trường quốc tế. Đối với mỗi vận động viên, Olympic không chỉ là một sân chơi mà còn là cơ hội để họ khẳng định bản thân và mang về niềm vui, niềm tự hào cho đất nước. Đối với tất cả các huấn luyện viên, vận động viên thì chúng tôi cũng chỉ mong muốn tất cả các huấn luyện viên, vận động viên là luôn giữ vững niềm tin và khát vọng chiến thắng và nỗ lực hết sức để mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Còn đối với người hâm mộ, chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mong luôn luôn được người hâm mộ đồng hành cùng thể thao Việt Nam trong quá trình phát triển của thể thao Việt Nam. Trên bước đường phát triển của thể thao Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đồng hành và ủng hộ các vận động viên, các huấn luyện viên trong hành trình chinh phục những giấc mơ lớn lao để tạo ra những thành công lịch sử, vinh danh đất nước trên bản đồ thế giới.